Chào các bạn, với giai điệu của Anh đợi em được không? Vâng, một cái giai điệu mà cũng khá mới và tôi bị nhiễm từ lớp trẻ của công ty và tôi chơi thử trên âm thanh của cây đàn Rosenstein này. Một cây đàn mà chắc các bạn nghe tên thì thấy là nó không quen thuộc lắm, nhưng mà với hình thức và tất cả những cái gì mà các bạn đã xem và với cái tên gốc của hãng của nó mà các bạn thì đã sẽ xem trong này là của hãng Victor, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó hết sức thân thuộc. Và tại sao nó lại hay như thế thì chúng ta cùng lý giải trên những cái phần bộ phận mà chúng ta sẽ xem tiếp sau đây. Xin mời các bạn. Vâng, và bây giờ chúng ta tìm hiểu từ cái phần vỏ bên ngoài trước. Vâng, xin mời các bạn xem body B. Body B đây, với cái đầu hồi này rất là đẹp. Vâng, cái màu rất đẹp. Chúng ta cùng xem trên mặt nắp. Vâng. Đấy, tôi nghĩ là rất tuyệt vời. Đấy. Phần này chữ đường nét
cái giá nhạc rất là chắc chắn, và tôi thấy cái đặc điểm giá nhạc của cây đàn này nó rất là dài rộng, và có thể để được đến 4 tờ A4 được. Đấy. Khác hẳn với những cây khác là giá nhạc nó hẹp hơn. Đấy. Bạn nhìn, chúng ta có thể xem cái phần body phía dưới một chút. À. Đấy, phần bê đàn, chân bê đàn. Đấy. Ta nhìn sang bên này và mời các bạn xem body bên này. Cái vai vẫn còn rất là đẹp và không có bị cái vết nứt vỡ nào, xứt vỡ, bởi vì là cái chỗ này là rất dễ bị, nhưng mà cây đàn này người chủ trước họ giữ gìn rất là tốt. Đấy. Tôi nghĩ là đẹp. Vâng, sao bót A. Vâng, sao bót A các bạn thấy đấy. Vâng, rất tuyệt vời, có thêm hai hộp cộng hưởng phụ nữa. Vâng, hộp cộng hưởng phụ nữa. Vâng, và chúng ta thấy có 1, 2, 3, 4, 5 cột trống. Và nó là chắc chắn và kiên cố. Bây giờ mời các bạn xem bên trong cây đàn. Vâng, một cây đàn hay như chúng ta vừa xem thì các bạn chắc chắn là phần bên trong nó cũng rất tuyệt vời. Vâng, đúng như vậy. Các bạn xem đây, tờ đánh giá chất lượng của Hiệp hội Piano Nhật Bản. Body B chúng ta đã biết, key B cộng, pin A, action A và soundboard A. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ xem cái pin. À, các chốt pin đều là thép trắng. Và các bạn thấy đây này, hôm nay tôi nói là hãng Victor đây, đấy logo của họ. À, chốt pin trắng đều đẹp và rất tuyệt vời. À, đến phần action, các bạn xem action đây. Vâng, rất là kỳ diệu, và tôi cảm thấy là cái action của cây đàn này nó rất là mới, tôi không thấy có một cái sự rơ rãu nào cả. Vâng, các bạn xem ở phần phía dưới này, đấy, các lò xo, các dây co, đấy, và lò xo đây đều nhau, rất đều nhau, và tôi là người trực tiếp chơi lúc nãy thì tôi thấy là một cái action phải rất là tốt mới có thể truyền đạt được cái cảm xúc của người chơi tốt khi chơi đàn. Và cái này nó đáp ứng được hoàn toàn cho tôi. Bây giờ chúng ta kiểm tra cái key. Tuy là B cộng nhưng thực chất là tôi thấy là cũng không kém gì A bao nhiêu cả, rất tuyệt vời. Đấy. Thế phần đầu dây phía dưới này, ngoài ba cái bê đan được bảo dưỡng rất là sạch đẹp như mới, thì chúng ta thấy các cái đầu dây này, các cái dây này cũng rất sạch đẹp. Và cây đàn này chúng tôi còn lắp sẵn ống sấy để khi chuyển đến nhà các bạn thì để tôi giới thiệu luôn là các bạn chỉ việc tháo cái dây này ra, luồn ra ngoài và cắm là xong thôi. Vâng. Tôi muốn nói rằng là một cây đàn rất tuyệt vời như thế này và với giá rất rẻ, vâng, trong cái dịp cuối năm thì chúng tôi rất mong là sẽ được phục vụ các bạn ngày một tốt hơn trong cái công việc mà để lan tỏa cái niềm đam mê yêu thích môn piano ở Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn.